Chào các bạn, tôi là Tùng. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và sử dụng cái phần mềm Zoom online để chúng ta có thể tham gia các lớp học trực tuyến. Rồi, các bạn chỉ cần thực hành theo tôi thôi. Đó. Đầu tiên các bạn vào google.vn. Bạn đánh vào đây chữ Zoom. Đó. Download. Enter. Đó, bạn sẽ bấm vào cái đường link có chữ zoom.earth này, download này, bấm bấm vào trực tiếp vào. Rồi, bạn chọn cho tôi cái bản là đầu tiên đây này. Đầu tiên bạn bấm chữ download ở đây. Rồi, nó hiện về ở thành một file cài đây. Bạn bấm trực tiếp cài đặt vào, bấm bấm có thể bấm trực tiếp vào đây để cài đặt. Rồi, bấm trực tiếp cài đặt. Đó, nó hiển thị đây này để nó chạy hết cái phần này. Đó, chạy xong thì nó hiển thị ra một cái file như này đấy, chạy xong thì nó hiển thị ra như này, thấy chưa? Sau đó để các bạn tham gia ấy, thì rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần bấm vào phần là join a meeting. Đó, join meeting, ví dụ bạn tham gia luôn thì bạn có thể ấn luôn vào đây, trừ trường hợp như sau buổi chiều hoặc buổi tối bạn tham gia bạn có thể tắt nó đi này. Sau đó bạn bấm vào cái phần start. Thường thường nó sẽ ở desktop ấy, bạn ấn chữ zoom để nó tìm kiếm, bấm cái phần hiện ra đây start zoom, rồi nó sẽ hiển thị ra đây, nó hiển thị đây. Sau đó bạn ấn phần là join a meeting, rồi ở đây nó hiển thị ra một cái bảng. Bạn lưu ý ở đây bạn sẽ đặt tên, ví dụ như tôi đặt tên là Tùng. Đó, Tùng. Ở đây cái là enter meeting id ấy, tức là bạn nhập cái mã số phòng zoom. Đó, và tùy một cái lớp học thì cái người chủ, tức cái người host, người 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 chủ phòng, người ta sẽ đặt ra một cái mã. Thì ở riêng với cái lớp mà bạn tham gia lớp YouTube Secret Success ấy, đó thì bạn sẽ nhập cho tôi cái mã ở trong cái nhóm Facebook của chúng ta. Đó, đây là cái mã này. Đó, tôi đã để sẵn ở đây một cái mã. Thì bạn để ý đây, cái đường mã phòng học của chúng ta đây. Đó, bạn copy. Copy. Sau đó bạn dán vào đây. Paste. Đó, sau đó bạn ấn Join. Bạn để mặc định nhé, bạn đừng bấm cái gì vào đây cả. Bạn đặt tên này, bấm join. Đó thì ngay lập tức nó hiện ra một cửa sổ yêu cầu chúng ta nhập cái password, thì bạn nhập password là 100. Đó, bạn nhập password là 100. Join meeting. Rồi, nó hiển thị biểu tượng như này đây. Đấy, nó hiển thị biểu tượng này tức là please wait for the host to start meeting, tức là cái hiện tại cái lớp học này nó chưa diễn ra, thì là nó sẽ hiển thị độ này, bạn cứ để nguyên thôi. Thì khi nào mà cái người chủ phòng ấy, tức là người host này này, tức người host này, người host này, người chủ phòng ấy, người ta bấm đồng ý thì bạn sẽ tự động được vào phòng thôi. Còn cái biểu tượng này hiện lên tức là bạn đã cài đặt thành công và bạn đã tham gia thành công rồi. Ok, đó, video đến đây là hết. Rồi, chúc các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái lớp học.